Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Chủ họ mất tích trong đêm khi ôm hơn 90 tỷ đồng. Một lãnh đạo công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng xác định việc quận đang xác nhận làm rõ một đơn trình báo của một người dân thôn Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh về một vụ vỡ hụi với số tiền rất lớn. Hôm qua ngày 3 tháng 8, người dân thôn Trà Khê đã trình báo với công an phường Anh Dũng với chủ họ là ông LNT, ngụ tại thôn Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng, mất tích bất thường, mang theo số tiền lớn rất nhiều người. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, bà H có họ hàng với ông T cho biết ông T là một người uy tín và đã cầm họ được hơn 20 năm nay nên có rất nhiều người tin tưởng gửi tiền cho ông ấy, trong đó đa số là họ hàng và người trong thôn. Gia đình ông T trước giờ luôn sống rất mẫu mực và tốt bụng với mọi người. Khi nghe tin ông T mất tích, mọi người mới ngã ngửa và cùng nhau lên phường trình báo. Khi có người đến lấy họ vào sáng ngày 3 tháng 8 và không liên lạc được với ông T và mọi người mới hay tin, người dân trong thôn tự thống kê với nhau thì số tiền lên tới 94 tỷ rồi, bà H chia sẻ. Một nạn nhân khác cho biết, trước giờ ông T cầm họ rất sòng phẳng và đúng hẹn, nhưng mấy tháng gần đây, ông T nói muốn lấy họ thì phải báo trước mấy tháng. Nhưng vì đã gửi tiền cho chỗ ông T nhiều năm qua, nên tôi cũng không chủ quan, không thấy có gì bất thường. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, vào sáng ngày 4 tháng 8, cửa nhà ông LNT tại thôn Trà Khê, phường Anh Dũng đang đóng kín. Một người dân gần nhà ông T cho biết, hôm ngày 2 tháng 8 đến nay, ông vẫn chưa về nhà. Được biết, ông LNT đã có vợ và hai con, một trai một gái. Ông T thường ăn chay niệm Phật và tổ chức đoàn đi lễ cho người dân trong thôn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng sinh năm 1984, năm nay bước sang tuổi 35. Quê quán của Huấn Hoa Hồng ở Yên Bái, nhưng sau khi nổi tiếng thì anh bắt đầu chuyển vào Sài Gòn để lập nghiệp. Hiện tại, Huấn Hoa Hồng đang làm công việc cho vay lãi. Trên trang cá nhân, Huấn Hoa Hồng tự giới thiệu là tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ 168, chuyên cho vay cầm đồ tại khu vực Sài Gòn. Đồng thời, anh cũng